Chợ đêm Hà Nội từ lâu đã trở thành điểm đến của người dân Hà Nội mỗi dịp cuối tuần. Đây không chỉ ở nơi diễn ra các hoạt động mua bán bình thường, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, lưu giữ nhiều giá trị của 36 phố phường, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Chợ đêm phố cổ hay còn được nhiều người gọi với cái tên gắn liền với khu chợ nổi tiếng của Hà Nội là chợ đêm Đồng Xuân đã trở nên quen thuộc với người dân Hà Thành. Chợ chính thức mở cửa vào năm 2003 từ 18 giờ đến 23 giờ tối cuối tuần các thứ 6, 7 và Chủ nhật. Chợ đêm phố cổ nằm trên những con phố cổ kính của Hà Nội, kéo dài 3 km từ phố Hàng Đào đến cổng chợ Đồng Xuân, quy tụ đến gần 4.000 gian hàng với rất nhiều các chủng loại mặt hàng khác nhau, từ quần áo, đồ chơi, đồ lưu niệm đến đồ thủ công mỹ nghệ, đồ ăn uống, với giá tương đối bình dân, phù hợp với túi tiền của nhiều du khách khi đến đây. Bước vào chợ, du khách sẽ được hòa mình vào không gian của sắc màu và không khí vô cùng sôi động, nhộn nhịp. Đây thực sự là một thiên đường mua sắm. Con phố Hàng Chiếu vốn dĩ đã khá đẹp vào ban ngày, nhưng đêm xuống lại càng lung linh huyền ảo. Con phố này cũng trở thành phố đi bộ phục vụ khách tham quan vui chơi mua sắm vào những buổi tối cuối tuần. Dù đông người qua lại nhưng con phố cũng không quá ồn ào. Bước đi trên phố, người ta vẫn cảm nhận được sự tĩnh tại thư thái. Và đây là nhóm nhạc trẻ đang say sưa biểu diễn. Những giai điệu trữ tình tươi vui, sôi động như níu bước chân du khách. Những không gian như thế này đã làm sắc màu chợ đêm phố cổ thêm phần quyến rũ và trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc truyền thống khi đến thủ đô. Hiếm có nơi nào ở Hà Nội mang vẻ đẹp độc đáo, sôi động, náo nhiệt như Tạ Hiện mỗi khi đêm đến. Khi đặt chân tới đây, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi không gian tấp nập nhộn nhịp người người qua lại. Hình ảnh những bạn trẻ hay du khách nước ngoài chuyện trò rôm rả, nhâm nhi từng ngụm bia mát lạnh đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách lần đầu tiên ghé thăm Tạ Hiện. Dường như mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực đã bị xóa nhòa. Tất cả những tâm hồn đồng điệu, hòa quyện trong không gian nhộn nhịp vui vẻ, cùng nhau tận hưởng hơi thở cuộc sống Hà Nội về đêm trong từng khoảnh khắc. Khi nói đến chợ đêm phố cổ, không thể không nói đến tuyến phố đi bộ Hà Nội. Đây không chỉ là nơi diễn ra những cái hoạt động vui chơi giải trí, mà còn là nơi diễn ra những cái hoạt động văn hóa, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Kết thúc việc mua sắm và thưởng thức ẩm thực, có thể dạo chơi quanh khu phố đi bộ Hà Nội, ngắm cảnh Hồ Gươm mát mẻ về đêm, tận hưởng không khí trong lành giữa thành phố, dạo vòng quanh thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mỗi tối cuối tuần ở phố đi bộ, hay chỉ đơn giản là ngồi bên bạn bè, nhâm nhi một tách trà đá đúng chất Hà Nội cũng có thể tìm thấy niềm vui. Phố đi bộ là không gian văn hóa giải trí thú vị cho người dân Hà Nội và du khách khi tới đây. Không chỉ đơn thuần mang tính giải trí mà nơi đây còn là nơi kết nối cộng đồng. Không phân biệt già hay trẻ, trai hay gái, chỉ cần thích là bạn có thể sẵn sàng trở thành một phần của trò chơi. Tiếng cười, tiếng nói cứ thế phang xa cả một khu phố. Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ luôn có sức hút lớn đối với người dân và du khách. Cùng bạn bè, người thân tản bộ cuối tuần ở đây, thưởng thức những món ăn ngon, hòa mình vào những màn trình diễn đặc sắc sẽ giúp du khách thư giãn và nạp đầy năng lượng cho một tuần làm việc hiệu quả tiếp theo đó, cũng như có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất.